quay trở lại giới thiệu cho các bác cái dòng bộ mũi khoan đa năng. Mũi khoan đa năng nhà em khoan gạch, khoan đá, khoan gỗ đều được hết. Cái mũi này nó thường gọi là mũi đa năng thì chất liệu gì hoặc là chất liệu gì cũng có thể là nó khoan được hết nhá. Đấy, không phải mất thời gian, ví dụ đang khoan gỗ mà lại chuyển sang khoan bê tông lại phải thay mũi thì nó mất thời gian còn lâu, không an toàn. Nhưng cái dòng này thì có thể khoan được hết. Đấy, gỗ gạch đá khoan được hết, nên là các bác nào có nhu cầu, các anh công trình thì nên đầu tư cho mình những cái bộ này. Đấy, sẽ có dòng 6, 8, 10, 12 hoặc mũi to hơn này, mũi khoan bê tông cái thứ này. Đấy, nhà em có đầy đủ nhá. Đấy, anh chị em nào cần có nhu cầu về cái dòng mũi khoan này thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại trên màn hình. Em ship hàng toàn quốc nhá. Đó, gửi hàng toàn quốc cho các bác nhá. Đấy, các bác nên sử dụng, có những cái mũi khoan này dùng rất là ok luôn. Đấy, anh chị em nào cần thì gọi điện cho em.